Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại channel mình nhá. Thì ở clip hôm nay mình sẽ trải nghiệm một cây súng dòng SMG cũng được buff đam khá mạnh sau cái bản update lần trước ấy, mà mình thấy có rất là ít anh em sử dụng, trong đấy cũng có luôn cả mình ấy. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng nó nhá. À, tên kia đã có shotgun rồi à? Làm mình một quả gọi là đau phết anh em ạ. Vâng, đáp nóc C mà thường mà ông nào có súng trước thì làm bố rồi. Mình thì trận này phận làm con thôi, đi tìm súng ở dưới vậy. À, UMP này không 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 phải cây này nha mọi người. Cái này thì mình cũng đã từng trải nghiệm rồi. Đây đây đây, cây Vector này. Vâng, chính là cây súng đấy đây mọi người ơi. Đây là cái nhân vật chính trong cái clip ngày hôm nay. Mình sẽ sử dụng cây này để mình tanker. Bây giờ công qua chơi luôn này. À, bắn nhau ở trong nhà hay sao ấy. Trên nóc có một tên này. Đây rồi. Hai tên luôn anh em ơi. À, có một tên đang chạy ở dưới. Nhảy xuống bắn luôn mọi người. Đây đúng không? Ui hết đạn. Trời ơi, ôi. Ui, tên shotgun này. Còn tên nữa. Vào đây bạn. À, ngay dưới này. Vẫn chưa có súng à? Rồi, còn lia team này luôn. Còn tiếng chân nữa ở bên xe giữa trên nóc này. Rồi, đi đâu đây bạn ơi, các bạn thấy không? Bắn zip đam cự ly tầm trung với tầm gần cực kỳ mạnh luôn. Mỗi tội là nó hơi ít đạn thôi, phải có băng kích đạn thì bắn nó mới sướng được. Nào, định lao ra chơi mình á. Lao ra đây bạn. Chạy vào luôn kìa. Rồi, ui, con bot à? Ôi, người, người, người. Vãi cả trường á, tưởng bot đấy anh em. À, lao ra rồi này. Ui. Đây rồi, định làm gì bạn ơi? Clear hai team, easy game chưa? Đấy, ơ kìa. Ui vẫn đang còn tiếng chân nữa này. Ui cái gì đấy? Cho mình thở tí được không? Liên tục 3 team nó ập vào như thế này thì đỡ làm sao được. Đây rồi, làm gì bạn? Nào còn tên nào nữa? Mình lấy bom mình gạt luôn. Mấy ông này cũng chớp cơ hội nhanh phết. Bọn mình đang bắn nhau cái là công qua luôn ạ. Kìa kìa. Trời ơi. Chạy đi đâu? À. Thanh niên áo hồng này, ui. Nó có thơm sơn đấy. Bây giờ những cái dòng SMG cự ly tầm gần với tầm trung nó mạnh lắm, mình không thể chủ quan được. Đứng sau cửa đây bạn, lộ tay rồi nhá. Bò đi đâu? À, bò về chỗ mình à. Thế đồng đội đâu rồi? Nó có hai tên rồi này, team này team khác nữa. Team team Trung Quốc anh em ạ. Vậy là team này còn hai thôi, một hoặc hai gì đấy thôi. Mình cứ gọi là bơm máu nước đi. Chỉ cần nghe tiếng cử động cái là mình ra mình bắt luôn. Vẫn chưa nghe thấy gì anh em ơi. Có lẽ như là team này chỉ có hai ở chỗ khu nhà C thôi mọi người ạ. Ui phải le gun này. Thề với anh em nhé, lần nào cũng thế. Cứ mỗi lần mà mình đang tính làm một cái clip về cây súng gì là y như rằng là đầu game lại có phải le gun. Như kiểu là muốn dụ dỗ mình phá cái lệ gọi là cầm cây súng Vector ấy. Rồi không có xe rồi. Ồ, vẫn đang còn tiếng AK à? Nhưng mà như kiểu con bot đấy mọi người. Phải không ta? Cũng có thể giả bot anh em. Tại vì lúc nãy cái team ở chỗ nhà C vẫn đang nóc mà đã clear đầu. Mình thử lên mình check đi. Biết đâu cho nó là giả bot. Ôi trên nóc là giáo. Ui. Ui vãi nồi thật. Kê ngay trên nóc là giáo một tên anh em ạ. Team Việt Nam này. Thế thì khả năng bọn này giả bot thật rồi mọi người. Kìa kìa. Đấy, các bạn thấy chưa? Tính chạy lại để cover cho đồng đội đấy. Mình lên mình gạt luôn. Mấy hôm nay bây giờ chơi IQ phết. Toàn kiểu một ông canh với lại một ông giả bot. Làm mình cứ công lên như cho húc mà. Xong rồi bị mấy cái tên kê như này bắn này. Đó. M4 này. Đổi qua M4 luôn. Trời ơi. Còn một tên ở dưới nữa thôi. Mình đứng trên này cũng hơi nguy hiểm nha. Đứng trên này lâu là dễ bị mấy ông ở dưới bắn lên đấy mọi người. À, kia rồi. Kia đang chạy trống này. Con bot thật hay sao ấy mọi người ạ? Chứ không phải là người đâu. Hình như bot thật rồi anh em ơi. Thôi mình té đi. Bò khép rồi mọi người ạ. À, tiếng Uzi này ngay dưới. Không biết là bot hay người đây.
Mình nghĩ là người đấy mọi người, tại vì khu quân sự đang còn hai team chưa clear cơ. Mình thử đi từ từ, mình rình xem nào. Rồi kia rồi, có con xe buggy kìa. Lao vào chỗ này để lút à? Đây rồi. À, thanh niên đi ra đây lút dạo anh em ạ. À, từ từ nha, hình như là vẫn chưa nghe được tiếng xe của mình đâu. Mình cứ từ từ mình tiếp cận đi. Cái kìa. Và đang lút rất là nhiệt tình luôn mọi người. Chắc là còn một ông này thôi. Đi bắt ghi thì mà. Đây rồi, chạy ra ngoài này. Ui. Bắn cái gì đấy? Ơ kìa, mình đây cơ mà bạn ơi, sao lại bắn qua bờ tường nhỉ? Ảo thật đấy. Ui 8x này. Đấy, bây giờ mới thấy clear thêm một team nữa. Thế này có ai không ta? Dễ có lắm mọi người. Thính rơi ngay gần chung cư với trường học. Đấy. Kia kìa, vừa mới ăn xong. Ôi, tưởng không nốc vào đấy. Còn tên nó chạy trống này. Rồi, ui. Sấy căng thế bạn. Ôi. Ui, thôi xong rồi, mình không có sờ mốc luôn. Toang rồi, toang rồi. Ok kìa, mắc xe kìa. À, từ bên trái đẩy trống này. Rồi, đẩy trống các bạn. Còn tên cuối ngay sau gốc cây này thôi. Giờ làm sao nào? Và ông kia tính gọi là kẹp mình cơ, không thèm cứu đồng đội cơ. Bây giờ thì còn một ông nhá. Chơi luôn này mọi người. Cái gì nữa đây? Vãi nồi thật, sao đông thế? Trời ơi con bắt. Ui. Ơ kìa. Ủa mình núp sau cây rồi mà nó bắn thêm một viên nữa còn tí chết này. Thề với anh em dạo ở đây mình hay bị ảo đam như thế lắm nhá. Địch thì nó bắn mình cứ bị mất máu mặc dù là mình đã núp ra sau gốc cây hay là bức tường rồi. Còn mình ấy thì nhiều khi mình sấy địch nó toé máu nó không tính đam. Ảo thật đấy. Mấy hôm nay chơi game mình rất là bực với lại ức chế về cái lỗi này nhá. Không biết có ai bị giống mình không? Khó chịu dã man luôn anh em. Rõ ràng về ping cực kỳ thấp nhá. Còn tí thôi là mình có đấy gọi là chết rồi. Đây, lúc sau này xem có gì nào. Groza này. Ui, tầng 2 trước mặt kìa. Này ngó này. Trời ơi, cái chỗ này nó lại không đi vào được. Nó bị vấp anh em ạ. Mình chơi luôn đi. Rút Vector ra tanker này. Nãy giờ bắn M4 hơi nhiều anh em ơi. Đây rồi. Ngó ra đi bạn. Thực ra thì cái Vector này thì nó chỉ mạnh ở tầm gần với tầm trung thôi anh em. À, núp sau tường à. Đây, mình tiếp tục mình công nha. Vector thì mình công gần được, tự tin ăn được. Đây rồi, ui thanh niên này hơi ngáo anh em ạ. Vẫn đang đứng đấy kê. Phơm luôn, vậy chắc là bạn của cái ông ở trên nhà này đấy. Vậy là vẫn đang còn đồng bọn anh em ạ. Mình sẽ để lại cái ông ở trên nhà này. Đợi cho đồng bọn qua cứu, mình sẽ bắt cả mẻ luôn nhá. Đây rồi, đang nốc này. Đó. Các bạn thấy cây Vector lần này nó... Nói chung là những cái dòng súng SMG và thậm chí là những cây súng lục cũng thế nhá. Sau cái bài blade trước ấy thì đã được tăng tốc độ bắn. À không, tăng đam thôi, theo mình nghĩ là tăng đam. Có mấy cái lục thì tăng tốc độ bắn, còn mấy cái dòng SMG thì mình nghĩ nó được bốc đam lên đi. Rất là rõ rệt luôn. Bây giờ mình cảm thấy mấy cây súng SMG lần này rất là mạnh. Này, bắn cự ly tầm gần với tầm trung rất là sướng luôn. Còn bắn xa thì hơi mù mắt đấy mọi người. Pha vừa nãy mà gặp team 4 mà ăn thính mà mình rút vector mình sấy chắc là mình chết đấy, không ăn lại được đâu. Chúng nó bắn xa thì dòng AR thì nó vẫn tốc độ đạn bay nó vẫn nhanh hơn. SMG thì nó có một cái nhược điểm là bắn xa đam yếu với lại tốc độ đạn bay chậm. Cho nên là không thể bắn lại được những cái dòng AR hoặc là những cái dòng súng sniper như là DMR hoặc là SR đấy, những cái dòng đấy là những cái dòng dành cho bắn xa rồi. SBG thì chỉ sinh ra bắn gần mà thôi. À kìa, bên kia có tiếng UMP kìa. Đây, bây giờ mình sẽ lại mình lấy cây nãy ông kia có cây Mosin Nagant hay sao ấy nhỉ? Hay là cây K ấy. Mình đang có cái 8X, trận này vứt M4 luôn, không thì mình mà cứ cầm M4 nhiều là mình hay bị phụ thuộc vào M4 lắm anh em. Đấy, Groza mình sẽ không bắn luôn. Bỏ. Khổ đấy. Cứ mỗi lần mà bảo làm clip về cái súng gì đấy là y như rằng là súng thính với lại flare gun rất là nhiều nha. Đúng là cái số đen anh em ạ.
Còn nhiều khi thì muốn làm một cái clip solo bình thường ấy, mà muốn gọi là tìm những cái combo súng thính thì tìm mãi toàn cho những cây gọi là súng yếu thôi, như AOG chẳng hạn này. Để hôm nay mình sẽ làm một clip về cây AOG đấy anh em. Thấy có khá là ít người cầm cây AOG. Đây bây giờ mình sẽ đứng đây mình canh thanh niên mà vừa sấy UMP. Có lẽ là sấy trong khu nhà này sao ấy mọi người. Chắc là bạn của hai cái ông bên đi học muộn ấy. Đấy, đứng chỗ này canh luôn nha, ngay mép bo. Hay là trong lúc đợi tên này mình bắn flare gun luôn nhở. Có nên bắn không ta? Chỗ này thì hơi nguy hiểm đấy, sợ sau lưng. Nhưng mà để mình bắn mình kiếm cái ốp anh em ạ. Bây giờ có ốp nữa thì ngon. Cũng phải cố mà lấy một cái súng trong thính chứ. Chẳng nhẽ cầm flare gun mà lại không bắn thì nó lại phí phạm lắm anh em. Để mình lên chỗ đằng kia mình canh đi. Ôi, bên trái có tiếng súng kìa. Một team luôn kìa mọi người ơi. Mình thấy có 4 tên luôn kìa. Trời ơi, 4 tên luôn này anh em. Đây rồi, một tên nhìn mình rồi. Mắc đồi rồi. Đấy, chỗ đồi này nó hay bị lag ấy. À, nó tính lấy xe nó công mình kìa. Đúng không ta? Giấu xe chứ, ui. Sấy được đấy, các bạn thấy chưa? Cầm Vector thì làm sao cự ly này sấy lại được với lại M4 được? Không thể nào. Vậy thì khả năng đây là cái team mà lúc nãy vừa bắn UMP sao ấy, đi qua bắn à. Để mình chạy lại chỗ Hoàng Thính mình kiếm giáp 3 mũ 3 mới luôn. Ui, đây này. Ui, cái tên UMP sao ấy. Đây, để mình lấy góc mình thử sấy Vector, sấy xa với lại tên này nhá. Xuất hiện thêm một tên nữa chỗ này. Đây rồi. Kìa. Ui, cái gì nữa đây? Vãi cả nồi ở thể. Sao cái trận này nó bị làm sao ấy, lần nào cũng bị kẹp hai ba team một lúc luôn đi. Trời ơi đen thế nhở, đang muốn gọi là lấy góc để sấy cái tên kia rồi mà lại xuất hiện thêm hai tên nữa sau lưng. Trời ơi là trời. Đáng lòng thật anh em ạ. Thì ok, chắc là mình xin dừng clip tại đây thôi. Bye bye mọi người nhá.